Dạ em Tùng chào anh em thì hôm nay em Tùng lên cho anh em xem thân máy của Ryobi B219. Cái này hàng Mỹ về, hàng Mỹ về nha anh em. Nó có chứng nhận UL và động cơ nó là không chịu than UL đây. Đấy thì nó là không chổi than rootless, lực của nó là 220 newton, mã của nó là B219. Thì giá của nó là 1,8 triệu cái body. Anh em quan tâm thì liên hệ 0962232180. Rồi cái cục pin 4A, pin này là pin HP và dòng xả cao Hawaii Food. Thì nó là Mỹ về có chứng nhận UL 74W. Thì dòng này là dòng xả cao, giá của nó là 1,3 triệu nha anh em. Anh em quan tâm liên hệ em. Rồi một cái thân máy của Ryobi cũng từ Mỹ về luôn, BBLDD01. Thì tốc độ từ 0 đến 500 và từ 0 đến 2001 vòng trên phút. Cái này nó hai chức năng và nó cũng dòng HP. Rồi pin là 1,3 triệu. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì pin màu xám này, nó là vậy. Rồi cảm ơn anh em.